Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 10, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trường Chinh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Đà Nẵng và các cấp hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản về chính sách hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân da cam, các chương trình hoạt động lớn như tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, mùa xuân cho em và nhiều chương trình khác. Hội đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ vận động quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam có nguồn thu ổn định để duy trì và tổ chức các hoạt động hỗ trợ tại cộng đồng và chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở. Tổng kinh phí vận động được trong 5 năm qua gần 48 tỷ đồng. Nguồn quỹ được sử dụng để hỗ trợ vốn buôn bán nhỏ, chăn nuôi, sản xuất, trợ dưỡng thường xuyên, hỗ trợ học bổng, xây mới, sửa chữa nhà tình thương, khám chữa bệnh miễn phí. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao kết quả mà hội đạt được trong thời gian qua, đã làm tốt và nỗ lực trong công tác kêu gọi, vận động ủng hộ quỹ hội, tạo nguồn chăm sóc cho nạn nhân chất độc da cam, cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn. Nhân sự kiện này, tôi cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm, theo dõi, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, hội nói chung, hội nạn nhân chất độc da cam nói riêng có thể hoạt động thuận lợi nhất để hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng như thế. Kính mong các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tiếp tục tham gia các hoạt động hỗ trợ đối với đối tượng yếu thế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm một phần gánh nặng về kinh tế, động viên, an ủi những số phận bất hạnh. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần xây dựng thành phố an bình, văn minh, đáng sống. Tại đại hội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã tặng 7 kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam, tặng 9 bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2018-2023.